Mình, chào khán giả, xin chào các bạn, xin mời quý vị theo dõi chương trình điểm tin trong ngày hôm nay là thứ tư tháng 1 tháng 4 năm 2021. Thưa quý vị, tiểu bang California lần đầu tiên có tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 thấp nhất nước Mỹ. Đây là thành tích mà trong nhờ trong nhiều tháng qua, chính quyền của tiểu bang đã áp dụng một cách tích cực có các biện pháp uh, ngăn ngừa đại dịch kéo dài từ hồi tháng 3 năm 2020. Um, tính theo một, từ cái mùa thu đông năm trước thì con số liên quan đến dịch bệnh tiểu bang năm nay là tăng kỷ lục của đó nhưng bây giờ có thể nói là gió đã đổi chiều trong vòng 7 ngày vừa qua tỷ lệ những người nhiễm bệnh ở tiểu bang California là 40.3 trên 100.000 người có nghĩa là 4, hơn 40 người trên 100.000 người chưa bằng 1 phần tư so với tỷ lệ trung bình của cả nước là 135.3 trên 100.000 người và ngang ngửa với Hawaii Hawaii hiện nay là cái tiểu bang có tỷ lệ thấp nhất là 39.1 trên 100.000 người. Đó là những con số mà theo cái thống kê của trung tâm CDC. À, mức mà cái tiểu bang có mức lý nhiễm cao nhất hiện nay là Michigan là 483 người trên 100.000 người. Ở những tiểu bang có tỷ lệ cao khác là ví dụ New Jersey là 269.7, Delaware là 264.1, Pennsylvania là 248.5 và Minnesota là 238.4 một số các tiểu bang lớn có tỷ lệ cách xa rất rất là xa với nhau ví dụ như Florida thì là 201.1 trong khi Texas là 65.9 cái này nó cũng cho thấy là cái tiểu bang California tiểu bang đông dân nhất rồi đang có khuynh hướng là giảm bệnh thì cái này cũng một phần nhờ chính quyền tiểu bang cũng như chính quyền liên bang đó là do tổng thống Joe Biden thúc đẩy cái việc mà trích ngừa Covid-19 cũng như là tiểu bang California đóng cửa nhiều cái nơi ở một cách kỹ lưỡng và từ từ mở và cũng chính đó là cái lý do mà ông Gavin Newsom uh, bị người ta nộp đơn đòi uh, bãi nhiệm. Thì tính cho đến nay 58 quận hạt của California thì đã có năm có 38 quận hạt đang ở bậc cam và từ từ con số này có thể sẽ chuyển lên bậc vàng, tức là bậc mà thấp cuối cùng của tiểu bang. Và hiện nay thì tính đến uh, tính đến cái thời điểm này thì có 34 địa hạt vẫn còn nằm ở trong mức thấp nhất đó là bậc tím và từ từ bây giờ đang qua bậc cam và chuyển qua bậc vàng. Ngày hôm qua thì chắc quý vị cũng đã biết là bồi thẩm đoàn ở tại Minneapolis đã tuyên án ông Derek Chauvin, cựu cảnh sát viên cảnh của thành phố này bị ba cái tội giết người cấp 2, giết người cấp 3 và ngộ sát cấp 2 thì sau đó tổng thống Joe Biden cũng như phó tổng thống Kamala Harris và hai cựu tổng thống Barack Obama và Bill Clinton đều hoan nghênh phán quyết này. Sáng hôm nay, uh, cựu tổng thống George W. Bush cũng cho biết là ông ủng hộ cái quyết định của bồi thẩm đoàn và ông cho đây là một cái phiên tòa diễn ra công bằng. Đó là cái điều mà ông nói với lại đài truyền hình SNBC sáng ngày hôm nay. Uh, ông nói như sau: Tôi tin rằng trước hết công chúng đều biết phiên tòa diễn ra một cách công bằng và công lý được thực thi trên nền tảng tư pháp của nước Mỹ. Ông cũng nhận xét với cái hệ thống pháp lý công bằng vô cùng quan trọng tạo niềm tin cho người dân Mỹ và chúng ta đang chứng kiến tất cả mọi diễn tiến trên màn ảnh truyền hình quốc gia. Đó là cái lời phát biểu của tổng thống thứ 43 của Hoa Kỳ và một người theo đảng Cộng hòa. À, đó là cái uh, li tin liên quan đến cái uh, quan điểm của ông uh, cựu tổng thống Bush với cái vụ và phiên tòa ngày hôm qua cũng liên quan đến phiên tòa ngày hôm qua thì thưa quý vị chỉ một ngày sau khi phiên tòa kết thúc là ngày hôm nay thì bộ tư pháp đứng đầu là bộ trưởng Merrick Garland cho biết là bộ tư pháp sẽ bắt đầu điều tra sở cảnh sát thành phố Minneapolis về cách hành xử của họ đối với người dân cũng như cách huấn luyện của cảnh sát qua các vụ ông George Floyd bộ tư pháp không đưa ra cụ thể sẽ điều tra cái gì nhưng nguồn nguồn tin bên trong cho biết là họ sẽ điều tra chủ yếu là cái cách mà gọi là huấn luyện của cảnh sát ở Minneapolis qua cái chuyện mà ông Derek, ông Derek Chauvin đè cái đầu gối lên đầu ông George Floyd gây ra cái chết của ông này và gây ra cái niềm làn sóng biểu tình khắp nước Mỹ và ảnh hưởng luôn cả hệ thống chính trị của Hoa Kỳ. thì sáng ngày hôm nay trong một tuyên bố, bộ trưởng đã đang nói phán quyết ngày hôm qua trong phiên xử hình sự của tiểu bang Minnesota không giải quyết các vấn đề sai trái có thể rộng lớn trong cách thi hành luật pháp ở Minneapolis. Ờ, tưởng nên nhắc lại là đây là lần đầu tiên kể từ thời tổng thống Donald Trump thì Bộ Tư pháp uh, mở một cuộc điều tra đối với một cảnh, cảnh, cảnh sở cảnh sát địa phương trước đây dưới thời tổng thống Barack Obama cũng như tổng thống George W Bush thì uh, Bộ Tư pháp có nhiều cuộc điều tra đến các sở cảnh sát địa phương uh, để thay đổi cái cách làm việc của họ tuy nhiên dưới thời tổng thống Donald Trump thì qua hai cái triều đại của hai ông Bộ trưởng Tư pháp đó là Jeff Sessions thì ông Jeff Sessions không muốn điều tra các sở cảnh sát mà chỉ mở một cuộc điều tra mà thôi với cái lý do là họ cho rằng lực lượng cảnh sát là đối tác quan trọng với chính quyền liên bang trong vấn đề bảo vệ trật tự cho nên họ không điều tra cách hành xử của cảnh sát và đó có thể là cái cách mà dẫn cái 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 hệ quả dẫn đến các cái chuyện mà cảnh sát bị tố cáo là mạnh tay với người dân đặc biệt là với người thiểu số rồi sau khi ông Jeff Sessions thôi không làm bộ trưởng tư pháp nữa tới ông William Barr là người kế nhiệm cho William Barr sau này được bộ tư pháp cho biết là ông ngần ngại không dám mở các cuộc điều tra nhất là sau cái vụ George Floyd bởi vì ông không muốn gây chia rẽ trong lực lượng công lực với lại chính quyền liên bang. Một nhân vật nổi tiếng tại tiểu bang Georgia đó là nhà vận động cho quyền bầu cử người dân bà Stacey Abrams cũng là cựu ứng cử viên thống đốc tiểu bang này. Hôm thứ ba hôm nay đã được đề cử giải Nobel Hòa Bình uh, cho cái thành tích của bà là hoạt động tạo sự thay đổi qua biện pháp bất bạo động qua các lá phiếu bà Ram được coi là người đã có công khuyến khích nhiều cử tri đi bầu hồi năm ngoái, góp phần tạo chiến thắng cho ông Joe Biden và cũng như ông uh, um, thượng nghị sĩ ở John Ossoff và ông uh, Raphael Warnock. Và nay bà nằm ở trong danh sách được nhiều được điều đề cử trong, điều, trong danh sách là người được trong danh sách nhiều người được đề cử. Trong đó có cả cựu tổng thống Donald Trump và con rể của ông là ông Jared Kushner, tức là chồng của cô Ivanka Trump. Thưa <coughs> quý vị, ông Lars Haukønberg, một dân biểu thuộc Đảng Xã hội tại Nghị viện Na Uy nói rằng các hoạt động của bà Abram tiếp tục nối theo bước chân của mục sư Martin Luther King trong cuộc tranh đấu cho sự bình đẳng, trước pháp luật và cho dân quyền. À, thưa quý vị, theo quy định của giải Nobel Hòa bình uh, ở Na Uy do là, Ủy ban Na Uy uh, trao tặng thì thường thường là những người được đề cử là do một dân biểu nghị viện của các quốc gia đặc biệt là của nghị viện là Na Uy đề cử thì là sẽ vào danh sách đó thì đó là bà Stacy Abrams liên quan đến chuyện bảo vệ môi trường thì thưa quý vị hiện nay đang có 12 thống đốc tiểu bang kêu gọi tổng thống Joe Biden ủng hộ kế hoạch chấm dứt bán xe mà chạy bằng xăng vào năm 2035 đây là một nỗ lực rất lớn của chính quyền Joe Biden để chấm dứt việc sử dụng năng lượng hóa thạch Chúng ta cũng biết là riêng tại California là bắt đầu 2030 là ông Gavin Newsom đã ra cái lệnh là không bán xe chạy xăng và chạy dầu nó mà chỉ là xe chạy bằng điện hoặc các năng lượng khác. Thì bây giờ có thêm 12 tiểu bang đó trong đó có cả California rồi gồm có New York, Massachusetts, North Carolina, Connecticut, Hawaii, Maine, New Jersey, New Mexico, Oregon, Washington và Rhode Island. Quý vị để ý trong đây 12 tiểu bang là thiết 11 tiểu bang dân chủ chỉ có North Carolina là tiểu bang Cộng Hòa mà thôi. Đó thì những tiểu bang này đang đề nghị là uh, chính quyền Biden uh, đẩy mạnh cái chuyện này và theo chúng tôi được biết có thể trong những ngày tới ông Biden sẽ đưa ra cái tuyên bố là tới năm 2030 hoặc 2035 giảm một nửa cái số khí thải ở tại Hoa Kỳ và chắc chắn cái uh, để thực hiện cái chuyện này thì ông sẽ sử dụng cái khoản tiền trong cái số ngân sách mà ông đang đề nghị xây dựng hạ tầng cơ sở là tổng cộng 2.250 tỷ đô la uh, Tại Việt Nam có một chuyện lại gọi là lâu lâu cứ nghe hoài. Đó là hơn 100 người ở Đắk Nông dự tiệc cưới xong thì bị ngộ độc thực phẩm. Đó là tin xảy ra ở xã Quảng Hòa, huyện Đắk Long, tỉnh Đắk Nông. À, cái buổi lễ cưới này do gia chủ tự nấu và cả trăm người sau khi ăn đã phải nhập viện vì ngộ độc thực phẩm. À, theo báo Thanh Niên cho biết thì ông Nguyễn Tôn Đông Khoa, chủ tịch xã Quảng Hòa cho biết là trưa ngày 20 tháng 4 có hơn 110 người dân bị ngộ độc sau khi tham dự một đám cưới của một gia đình người Mông ở thôn Tám, mà trong cái đám cưới này có khoảng 150 khách tham dự. À, một giờ sau khi ăn tiệc xong, nhiều người có biểu hiện đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, trong đó có nhiều trẻ em và tất cả được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông. À, và bây giờ người ta đang chờ những người này hồi phục. À, hiện chưa biết cái lý do vì sao mà họ bị ngộ độc như vậy. Và thưa quý vị, cuối cùng là sáng ngày hôm nay ở thượng viện Hoa Kỳ đã chuẩn thuận. Cho bà Vanita Kupa trở thành phụ tá bộ trưởng tư pháp của Hoa Kỳ Đây nhân vật số 3 Bà... À, không, bà Vanita Gupta ừ, à, Đây là nhân vật số 3 mà bà là người da màu Cũng gây tranh cãi vô cùng à, Ban đầu thì phía bên đảng Cộng Hòa chống bà này dữ dội à, Và bên Dân Chủ đã phải mời à, Phó Tổng thống Kamala Harris đến để chuẩn bị Nếu mà 50-50 có nghĩa là bên sự kiện viện 50 dân chủ 50 thì bà Kamala Harris sẽ coi như là break the tie cho bỏ cái lá phiếu đó nhưng mà may mắn thay là vào giờ chót uh, thượng nghị sĩ Lisa Murkowski của đảng cộng hòa từ bang Alaska đã tách ra khỏi cái nhóm cộng hòa và nhảy qua ủng hộ bà Gupta như vậy là được 51 49 nên không cần lá phiếu của bà Kamala Harris nữa cái lý do mà đảng cộng hòa chống bà Gupta là bởi vì họ cho rằng bà này là mang tính uh, uh, gọi là chia rẽ chủng tộc rất là nhiều và nhân vật số 3 là nhân vật rất quan trọng cho Bộ Tư pháp đặc trách với dân quyền cũng như các vấn đề khác ở trong quốc hội. Thành ra họ lo sợ là bà này mang tính đảng phái và màu da. Thì khi mà vô đó thì sẽ có nhiều cái vấn đề. Và để giải thích các lá phiếu của mình thì Thượng nghị sĩ Lisa Mukowski nói như nào cho các cái laptop của tôi. That is before us this afternoon, but following the very impassioned comments by, by colleagues, in fairness on both sides of the aisle and recognizing the vote that i just took about an hour ago uh, to advance uh, Vanita gupta to this position uh, i will take just a moment to to explain where i'm coming from and and why i will be supporting her uh, final confirmation in just an hour vâng, đó Bà nói là bà có nói chuyện với bà Gupta, hỏi bà Gupta là bà có thật sự muốn nhận cái nhiệm vụ này không? Thì bà Gupta nói rằng là tôi cảm thấy đây là trách nhiệm phải làm và tôi cần sự ủng hộ của bà. Và cuối cùng bà Lisa Murkowski đã coi như là tách khỏi các đồng viện Cộng hòa và bầu bỏ bỏ phiếu cho bà này. Và đó là những tin đáng chú ý trong phần điểm tin đi trong ngày hôm nay gửi đến cho quý vị. Cảm ơn quý rất nhiều theo dõi chương trình. Chúng tôi xin lại quý vị vào sau.